Vào ngày tiếp theo, ngày 10 tháng 4, sư phụ kính yêu đã đọc nhật ký tu hành của Ngài và chia sẻ những tin tuyệt diệu về việc hàng trăm triệu linh hồn được giải thoát, chỉ tính những người đã qua đời. Họ đến cảm ơn tôi vì đã giải thoát cho họ. Bởi vì trong lúc bế quan, sẽ tập trung hơn để cứu giúp chúng sinh. Họ cảm ơn Vô Thượng Sư, Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chỉ nhìn thấy đầu và mặt của họ, không nhìn thấy toàn bộ thân thể. Bằng cỡ đầu ngón tay, không tính những người đến nghe thuyết giảng. Quý vị biết không, khi tôi ra ngoài thuyết pháp, các chúng sinh lắng nghe và họ cũng được giải thoát nếu họ thành tâm. Nếu họ cũng mong cầu, những điều này chỉ là riêng về những người đã qua đời bị đọa địa ngục hay ở những cảnh giới đau khổ. Nếu khó chăm sóc trong thời gian bế quan, tôi có thể chăm lo cho họ. Vì thế, tổng cộng có khoảng 731.114.123 linh hồn. Họ tự động được giải thoát trong suốt kỳ bế quan. Không tự động, nhưng ý tôi là vào lúc đó sẽ dễ dàng để nâng họ lên. Tất cả họ đều đã được đến miền đất mới. Ý tôi là miền đất tâm linh mới của Tiên Cô Tu. Trên thang điểm 100%, sư phụ đóng góp, nếu chỉ mình tôi, hoặc cùng với quý vị, tôi sẽ đóng góp khoảng 86%, giúp thăng hoa linh hồn. Và quý vị, những người tham dự bế quan, đóng góp 6,1%. Không tệ cho lắm. Có còn hơn không? Quý vị mong đợi điều gì từ những người như quý vị? Nhưng tôi rất biết ơn. Ví dụ 6,1% nhân với 731 triệu linh hồn. Quý vị biết không? Rất là nhiều đấy, rất nhiều linh hồn. Bằng không, họ sẽ vẫn bị đọa địa ngục. Hay ở nơi nào đó. Rất tốt, bế quan rất có lợi ích. Vì thế, trong 100%, cùng nhau chúng ta góp 92,12% công đức cho những người tội nghiệp này, cho những linh hồn bị đọa. Và rồi những vị thiên đế nguyên thủy từ toàn cõi, họ có thể đóng góp 2,31%. Bởi vì họ có rất ít mối liên hệ với chúng ta, nên họ không thể đóng góp nhiều. Và các chúng sinh vũ trụ nhân từ cũng đóng góp 2,31%. Sức mạnh dự trữ của tôi trợ giúp 3,26%. Vậy nên cộng tất cả điểm công đức của chúng sinh vũ trụ và của các vị thiên đế sẽ là 7,88%. Nên phải cảm tạ Thượng Đế là chúng ta có thể làm điều đó bây giờ, cuối cùng giúp họ đi lên và hoàn toàn được giải thoát, không phải chỉ đến cảnh giới thứ tư, cảnh giới thứ năm, và ở đó uống trà, hằng xà số kiếp, mà là đến miền đất mới Tiên Cô Tu. Quý vị nghĩ rằng họ chịu đựng đủ lâu chưa? Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn vô vàn đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu và lòng tri ân khiêm nhường đến các chúng sinh vũ trụ nhân từ và các vị thiên đế nguyên thủy cùng với hội viên chúng tôi đã thiền định trong đợt bế quan gần đây, cứu giúp hơn 731 triệu chúng sinh. Chúng tôi vô cùng hân hoan với tin này. Nguyện cầu Sư Phụ tiếp tục sứ mệnh cao thượng của Ngài trong sự chăm sóc yêu thương, sức mạnh và bảo vệ của thiên đàng vĩ đại.